một thanh niên 19 tuổi có tiền sử nhiễm HIV, gần đây ra xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch kèm xương khớp, được chẩn đoán mắc giang mai ác tính. Trường hợp hiếm gặp này được bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó trưởng khoa Lâm sàng 3 bệnh viện Gia liễu Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo lâm sàng tại hội nghị khoa học thường niên Liên chi hội Gia liễu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 diễn ra chiều ngày 21 tháng 5. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ, khoảng 6 tháng trước, chàng trai thấy trên da xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch mù ở miệng, cằm, kèm xương khắc khớp. Bệnh nhân khám ở một bệnh viện khu vực Đồng Tháp, được điều trị kháng sinh, kháng viêm và giảm đau nhưng không đỡ. Mảng loét cũ đóng màu đen, xuất hiện nhiều vết loét mới, khiến người bệnh lo lắng và đến khám tại bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử quan hệ đồng giới và có nhiều hơn hai bạn tình, được chẩn đoán nhiễm HIV cách đây 5 năm và đang điều trị thuốc ARV các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm giang mai trên nền HIV sẵn có nên hướng dẫn người bệnh làm xét nghiệm sàng lọc tất cả các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Kết quả cho thấy người bệnh mắc giang mai ác tính. Giang mai ác tính là thể nghiêm trọng và hiếm gặp của giang mai thứ phát. Hiện sức khỏe chàng trai đã bình phục, da lành lại sau 6 tháng điều trị. Năm 2017, bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện và điều trị cho một bệnh nhân 27 tuổi ở quận Bình Thạnh tiền sử nhiễm HIV và có quan hệ tình dục đồng giới. Người này đến khám với tình trạng loét da cạnh hậu môn một tháng, khám da toàn thân ghi nhận nhiều vết loét sâu, dỉ dịch có mùi hôi, không đau, được xét nghiệm và chẩn đoán giang mai ác tính. Bệnh giang mai ác tính có thời gian ủ bệnh ngắn, khởi đầu với triệu chứng toàn thân như sốt, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, biểu hiện da tiến triển từ các nốt mụn mủ thành nốt loét, màng loét chảy dịch, trên bề mặt tạo thành lớp mài dày như vỏ sò, màu nâu hoặc đen. Giang mai ác tính rất hiếm gặp, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến toàn thân, ảnh hưởng hệ tim mạch, hệ thần kinh trung ương, thị lực, thính lực, cơ xương khớp, tiêu hóa, thận niệu, đe dọa tính mạng. Bệnh lý này thường xuất hiện ở bệnh nhân nhiễm HIV, tiền sử quan hệ tình dục đồng giới, có tổn thương loét hoặc hoại tử, đi kèm các triệu chứng toàn thân, tiên lượng bệnh tốt khi được điều trị sớm, đúng và đủ liều kháng sinh theo phác đồ.